Rồi bến chợ bạn này ghé salon ô tô Long Thịnh Phát ha, là đây là bé Trúc ha. Trời. Dạ. Chào mọi công người. Công nhận cháu cầm dù đẹp quá bé. Dạ. Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của chú Sách Ca TV. Dạ. Và em là bé Trúc, chuyên bán xe ô tô đã qua sử dụng ở Long Khánh Đồng Nai. Dạ. Giới thiệu xe hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người con mới về bên em Ford Ranger đời 2015 số tự động một cầu. Rất là đẹp luôn. Và con này bên em bán với giá là 340 triệu, còn thương lượng nhẹ. Thương lượng nhẹ hả? Dạ. Thương lượng nặng được không? Cháu có giới thiệu cháu nhà vỏ rồi sao? Con này so với đời 2015 á, vỏ với mâm nó cũng còn tương đối chú ha. Đâu phải, ý là cái này là cái vỏ này mới thay nè, chú thấy nó còn rất là đẹp. Dạ. Cái vỏ này thì cái niên hạn của nó sản xuất là đâu rồi? Đâu đây hả, mà sao chú nhìn thấy không ra vậy nè? Nhìn không ra được bé ơi. Còn bê tích tôn cái này rồi. Là động cơ 2.2 máy dầu số tự động nha chú. Máy dầu số tự động. Dạ. Về nước sơn sao bé ơi? Nước sơn phim của xe thì tầm trên 80%. Lấy cái gì để mình đánh xà beng nó là tầm trên 80%, quá quên đánh giá chứ. Mắt thợ mà chú. Vậy hả, cháu là thợ à? Dạ không. Cái này là... cái thùng này hình như xưa chú nhớ rin của nó đâu có bọc cái nhựa này đâu ta. Thôi lúc mình mua mình phải bọc đó bé. Dạ. Chứ rin nó không có bọc đâu. Rồi tiếp theo coi mở bên trong ra coi. Đây chú. Đâu bé. Ôi. Mình mở cửa ra cái đèn bê nó sáng bé. Hả? Thông thường mình đậu mình tắt chìa khóa đi rồi nó đâu sáng đâu ta. Wow, ghế yên đồ này nọ mới bọc mới rồi ha, mình bọc hay là hãng họ bọc vậy? Dạ. Xe của người ta bọc vậy? Dạ chủ cũ á chú. Wow, họ bọc mới trang xà beng luôn, quá đẹp luôn cháu ơi. Dạ. Khỏi chê vào đâu được. Hai chủ cũ đã lên cam gì hành trình, màn hình cảm ứng, cam lùi, rồi toàn bộ ghế thì đã được bọc da rất là mới thôi. Ồ vậy đây hả? Là chén cửa nè. Đầy đủ hết. Dạ. Cam hành trình, màn hình đồ đầy đủ hết ha. Ô đô chuẩn của xe là 120.000. Trần nỉ rồi luôn ha. Dạ, trần nỉ nguyên rin. Đã bọc một lớp ni lông sùng chỉ nguyên rin luôn. Bên con đảm bảo không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ trên văn bản giấy tờ hợp đồng luôn. Giấy tờ hợp đồng luôn. Dạ, trên giấy tờ hợp đồng là đảm bảo cam kết với quý khách hàng là không đâm đụng ngập nước. Có khi nào mình đảm bảo mà về mà nó người ta có phát hiện ra nó bị gì không? Ý là xe mà bị mà sao bên con dám đảm bảo được chú? Thì chú nói cái trường hợp mà rủi ro có thí dụ người nào đó không xe không bị nhưng mà họ mua về cái họ thấy có người khó tính với bộ họ thấy thí dụ như nó có cái vết gì nó cái gì đó cái họ nghi ngờ. Cái họ nói không xe này chắc chắn là xe dịch vụ, chắc chắn xe đâm đụng ngập nước đồ này nọ ha. Dạ, cái đó lúc đó làm sao? Dạ, cái đó chữ là phải test hãng. Test hãng. Dạ. Bên con bao test hãng luôn mà. Bao test hãng luôn. Dạ. Đèn này cụm đèn đổ còn sáng quá ha. Dạ. Xe này có dịch vụ không cháu? Sao lại cười? Xe hả chú? Thì xe này có dịch vụ không? Xe bán tải mà. Thì chở thuê. Trời ơi anh bé này. Vỏ lốp con này thì nó mới thay mới quá đẹp luôn, nói chung nhìn chung về hình thể của em này rất là đẹp. Dạ. Từ trong áo, từ bên trong mà ra tới bên ngoài ha. Dạ. Áo đồ cũng, áo quần cũng đẹp mà. Giá cả ok. Cả bên trong giá cả thì ok. Dạ. Có 300 mấy hả? 340 triệu mà còn thương lượng nhỉ. Xe này cái chủ cũ nó là thường thường mấy chiếc bán tải đây nè. Những cái anh mà thanh niên trẻ trẻ đó. Mà ảnh mua một chiếc về anh đi cho nó ngầu là anh về là anh lúc nào cũng trang bị cái xe là láng cón như xe này nè. Này thanh niên chạy nè, kỹ lắm đó, nhìn là biết. Mấy anh thanh niên chạy là anh thích mấy chiếc này lắm, thí dụ đi phượt đi đồ đó. Dạ. Đi chơi đi đồ đó, trời quá đẹp luôn. Odo 120. Rồi nãy bé đọc cái số điện thoại của mình chưa? Dạ, anh chị nào mà thích con bán tải này, cần biết thêm chi tiết về con xe này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0393939729 nha mọi người. Và em có sử dụng Zalo số điện thoại này luôn. Rồi. Rồi mình sẽ làm tiếp chiếc khác ha. Dạ. Chú tắt chiếc này đi nha. Dạ. Rồi.